Bây giờ cái chuyện đầu tiên, cái sừng, cái con dinh, không biết có ai biết không ta? Con dinh nha. Chuyện công công đen đen nhỏ xíu rồi nè. Nếu là bị rắn cắn thì chúng ta lấy cái sừng đó, chúng ta để khi nào mà nó rớt ra thì xem như nó rút độc ra được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu không có sừng con dinh thì dưỡng sinh, bây giờ nói tới dưỡng sinh thì nhúng nước tương tamari vào một miếng bông còn to như thế này nè, chúng ta đắp lên. Nhưng mà trước khi đắp lên thì chúng ta, ví dụ như rắn cắn ở ngoài thì chúng ta phải cột ở trong để cho nọc nó đừng có chạy vào, thấy chưa? Cái đường này nó chạy về tim sẽ rất là nguy hiểm. Và đối với dưỡng sinh thì ngay khi bị con thú độc cắn á, thì ngoài cái chuyện bọt cột ở trong ra, ở ngoài đắp nước tương tamari cho tới khi nào mà miếng bông gòn mà nó rớt ra thì xem như độc nó cũng hết, nó rút ra rồi. Nhưng mà sợ nó chạy vào trong thì chúng ta sẽ lấy cái hột gà có trống á, hột gà ấp có thể nở được, gọi là hột gà có trống. Để nguyên đánh cũng được, còn không thì cứ bỏ lòng trắng. Nếu mà khó uống thì chúng ta chỉ đục lỗ để cho nó chảy hết cái lòng trắng ra. Xong rồi là chúng ta lấy cái lòng đỏ đó, là chúng ta lấy nửa cái hột gà, đổ nước tương tamari khoảng nửa cái hột gà đó, và đánh với cái lòng đỏ cho cái người bị thú độc cắn. Thì vậy là coi như giải quyết im rồi, im ru cũng có chuyện gì xảy ra. Và nếu nó còn sưng thì tiếp tục cứ đắp nước tương. Gần đây á, là cũng có số người bị con này kia cắn thì tôi cho ngâm trong cái nước pH 11.5. Vì độc nó giống như một cái loại axit vậy, cho nên ngâm nước 1.5 nó cũng rút ra. Những người bị thú độc cắn thì rút ra nó cũng sẽ rất là mau, không có bị đau nhức nhiều, không có bị sưng tấy nhiều. Như vậy là trong suốt có khi là mấy ngày. Nhưng mà thú độc thì theo tôi thì độc nhất là những loại rắn độc, tôi chưa biết gì độc hơn. Mà gần đây lại thấy độc có cái gì con kiến ba phan nó cũng độc trời đất luôn. Có nhiều người bị lỡ chân người mấy này chưa lành. Tại vì mấy người này chủ quan, con kiến nó nhỏ quá. Nhưng mà theo phân tích khoa học là con kiến cái độc nó gấp 12 lần con rắn độc, con rắn hổ. Nhưng mà tại nó ít á, cho nên nó không có làm chết người. Chứ nếu mà nó nhiều gấp đôi, gấp ba á, nếu mà con rắn mà có con kiến ba phan mà to một chút là nọc nó nhiều là rất là nguy hiểm tới tính mạng, chứ không phải dẫn chơi đâu. Cho nên ai mà từ nay về sau mà lỡ gặp cái con kiến ba khoang mà nó bò trên người của mình thì đừng có dùng tay phủi nha. Cái tay mình đụng tới nó sẽ giống như nó xả khí độc ra, nó sẽ lỡ, nó phỏng nguyên cái dùng, nó thấy ghê lắm. Cho nên nếu thấy nó có bò người thì khó thổi, tìm cách gì cho nó rớt mà đừng có chà sát lên da của mình á. Nên nhớ cái điều này, nhưng mà chà sát lên da rất là nguy hiểm. Vì là đối với chúng tôi thì nước tương tamari uống với hột gà ở ngoài thì đắp nước tương tamari thì nó sẽ hết.